Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị chính sách chưa kịp bung ra đã vội hốt rác. Có thể nói chính sách xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội đã và sẽ gắn với tên tuổi ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là một câu chuyện dài nhiều tập, chúng tôi đã theo dõi và phân tích chính sách này sẽ khó vượt qua ở điểm nào và khả thi hay bất khả thi. 1 triệu căn nhà xã hội là dự án không tưởng với bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản. Bởi thực tế cho thấy, từ xưa đến nay, chính quyền này chưa làm gì có lợi cho dân. Họ chỉ biết bòn rút của dân mà thôi. Về ý tưởng thì họ luôn tỏ ra cao đẹp, nhưng khi thực thi thì ai cũng thấy cơ hội kiếm trác trong đó. Dự án nhà ở xã hội được Thủ tướng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính ký duyệt gói hỗ trợ tới 120.000 tỷ đồng cho những người có thu nhập thấp vay mua nhà. Đề án không tưởng. Dự án mới triển khai nhưng vấn đề đã nảy sinh ra. Ở phần xây dựng, quỹ đất hiện nay không đủ. Nếu mua đất để xây dựng thì giá thành đội lên rất cao, làm cho người nghèo không thể nào với tới được. Thứ nhì là các nhà thầu tìm vật liệu rẻ để xây thì nhà có độ bền chấp nhận được là không thể nhiều. Ban đầu người ta định nghĩa nhà dành cho người có thu nhập thấp là nhà dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo khảo sát, việc xây một căn nhà giá dưới 1 tỷ đồng là điều không tưởng trong lúc này, bao gồm cả đất đai. Đấy là phần xây dựng, nói có nói đến hàng trăm thứ vướng, không biết ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ gỡ thế nào cho ra đây. Tiếp theo là phần triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trước mắt, lãi suất của gói vay này đang là quá cao đối với người có thu nhập thấp, họ không kham nổi. Thứ nhì là vấn đề thủ tục. Ngân hàng thương mại hiện nay đang có dấu hiệu cố tình tạo ra hàng rào thủ tục để ngăn cản người có thu nhập thấp vay tiền. Bởi theo họ, cho người có thu nhập thấp vay thì đồng nghĩa với nguy hiểm biến khoản nợ thành nợ xấu. Cho nên, dù chính sách là thế, nhưng khi triển khai thì lại bị nghẽn nghiêm trọng. Đề án mới triển khai thì rác đã bắt đầu xuất hiện. Đấy là chưa nói đến vấn đề thân hữu trong việc vay tiền. Rất nhiều quan chức ngân hàng phải giải ngân gói này vào tay người thân của họ thay vì triển khai vào thành phần có thu nhập thấp. Chính phủ ông Phạm Minh Chính của 2 năm rưỡi điều hành đã lộ ra sự yếu kém không thể khắc phục. Đó là thường để nghẽn những gói khoản cứu trợ kích cầu nền kinh tế. Cho đến nay, đã quá nửa nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính vẫn không thể nào tháo nghẽn cho được. Theo như thông tin được biết, ở cấp cơ sở, nơi có thẩm quyền xác định ai được đặc quyền mua nhà có thu nhập thấp, đang xuất hiện một thị trường chợ đen rất sôi động, mua bán xuất được mua nhà ở xã hội. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà dành cho người thu nhập thấp đang bị nắn dòng để những căn nhà này rơi vào tay thành phần có tiền hoặc rơi vào tay những đầu nậu mua nhà giá rẻ rồi bán lại giá cao kiếm chênh lệch lớn. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Mới đây, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định nếu phát hiện trường hợp mua bán nhà xã hội không đúng đối tượng sẽ buộc thu hồi nhà. Nhưng thực tế, theo như điều tra, thì hiện tượng nhà xã hội đang bị những người không nghèo tranh nhau giật lấy suất này để mà mua. Dự án mới bắt đầu, hiện tượng này đã xuất hiện và quy mô ngày càng lớn. Theo một số người thảo tin, Bộ Xây dựng rất khó để buộc những suất mua nhà xã hội rơi vào đúng tay người nghèo. Có thể nói dự án xây nhà xã hội chỉ là chính sách, còn thị trường chợ đen mua bán suất mua nhà là đống rác được phát sinh ra bởi chính sách của ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc thực hiện cho đủ 1 triệu căn nhà xã hội là quá tầm với ông Bộ trưởng. Ấy vậy mà ông Nguyễn Thanh Nghị lại đi dọn rác cho dự án này gây ra thì nhân lực ở đâu làm cho nổi đây? Thứ thị trường chợ đen này rất khó diệt. Ông Nghị và Bộ Xây dựng không thể nào làm nổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thanh Nghị chính sách chưa kịp bùng đã phải vội hốt rác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Phạm Minh Chính là tàn tích của Nguyễn Tấn Dũng hay bảo tồn tàn tích? Trò chơi chính trị là trò cài người lập vây cánh. Khi có quyền trong tay, người ta bổ nhiệm hàng loạt đàn em để mải cài cắm sẵn sàng. Những bổ nhiệm này được ví như gieo mầm để sau này gặt thành quả. Ông Nguyễn Tấn Dũng tuy là bại tướng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng nhưng lại là người cực kỳ thành công trong việc gieo mầm tạo vây cánh. Ông Nguyễn Tấn Dũng muốn nâng đỡ hai con trai là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết thì phải tạo ra một ekip có mối quan hệ chẳng chịt. Vì thế mà rất nhiều người đã được ông Nguyễn Tấn Dũng cài lại trong chính quyền, đặc biệt là các vị trí ủy viên Trung ương Đảng. Dù thua lỗ nhưng vẫn duy trì. Những người mà Nguyễn Tấn Dũng cài lại có thể kể ra như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Minh Chính, v.v. Có người thì sau đó thành công như Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng cũng có người ngã ngựa ngay khi ông Ba Dũng mất quyền lực, như ông Đinh La Thăng. Nói chung, có cài thì có dụng. Cách cài người tạo nhóm lợi ích như Nguyễn Tấn Dũng rất rời rạc, không bền vững. May mà còn có ông Phạm Minh Chính sau đó làm nên chuyện, chứ nếu không thì Nguyễn Thanh Nghị khó có thể an toàn cho được sau khi bị chuyển từ bí thư tỉnh xuống hàng thứ trưởng Bộ Xây dựng, hàm thứ trưởng ngang cấp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mà thôi. Cách tạo nhóm lợi ích là những người cùng địa phương nâng đỡ nhau để cùng chiến đấu với nhóm khác là cách làm hiệu quả nhất. Cho đến nay, không nhóm lợi ích địa phương nào mạnh bằng hai nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Hai nhóm này đang được ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng, nhưng chính họ cũng lợi dụng sức mạnh của ông Tổng Bí Thư để đánh đông dẹp tây thay cho họ. Dự đoán là sau thời ông Nguyễn Phú Trọng thì hai nhóm này sẽ kiểm soát bộ chính trị, hoặc ít nhất cũng ảnh hưởng mạnh lên nhóm 16 người cao nhất này. Ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng phá nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí Thư thì nắm Bộ Công an và nắm quân đội, đó là lợi thế về quyền lực. Nếu không sử dụng tốt đồng tiền thì Thủ tướng không có khả năng đối đầu với ông Tổng Bí Thư. Cho nên ở cương vị Thủ tướng, dù muốn hay không, ông Phạm Minh Chính cũng phải biết cách làm tiền, phải biết cách dùng đồng tiền. Theo như một nhà phân tích giấu tên cho biết, ông Phạm Minh Chính kiếm tiền không giỏi và dùng tiền không giỏi như ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông vẫn là người biết kiếm tiền và biết dùng tiền. Riêng phần khéo léo trong ứng xử thì ông Phạm Minh Chính hơn đàn anh của mình. Có thể nói Phạm Minh Chính hiện nay là tàn tích của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể nào nhổ cho được bởi ông Chính có sự khéo léo nhất định. Ngày nay sau lưng ông Chính vẫn còn có những nhóm lợi ích ăn theo những nhóm mà ông đã từng ưu ái cho nó khi ông còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng bày ra cho đến nay vẫn được duy trì, dù hơn nửa trong số đó vẫn còn lỗ, cho thấy ông Phạm Minh Chính đang bảo tồn những tàn tích từ thời ông Dũng. Có nhiều dự án thua lỗ thì quan chức mới đẩy túi cho được. Đó là cách mà nhóm lợi ích đã dùng để moi tiền, ngân sách và chia chác cho nhau. Mà có chia chác thì mới có tiền để gây ảnh hưởng được. Ông Phạm Minh Chính là một tàn tích của ông Nguyễn Tấn Dũng. Địa phương thì đua nhau xây cổng chào, xây tượng đài thật to. Hà Nội thì cố nặn ra những dự án vô bổ để mà hút tiền, ngân sách, đút túi riêng. Thì Trung ương cũng có những dự án của họ. Tàn tích của Nguyễn Tấn Dũng để lại bao lâu nay, nó đã trở nên ổn định và có lẽ ông Phạm Minh Chính không muốn thay đổi nó. Thời Nguyễn Tấn Dũng có dự án tàu ngầm kilo đồng nát trong Bộ Quốc phòng. Thì ngày nay ông Phạm Minh Chính cũng có những mối làm ăn rất mờ ám trong Bộ Quốc phòng, qua trung gian là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Cũng là những hợp đồng mua bán vũ khí, nhưng đấy là mua bán với Israel. Có thể nói ông Phạm Minh Chính vừa là tàn tích của Nguyễn Tấn Dũng và cũng là người bảo tồn những thành tích khác mà ông Ba Dũng khét tiếng một thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Phạm Minh Chính là tàn tích của Nguyễn Tấn Dũng hay bảo tồn tàn tích đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.